Vâng, sản phẩm bát 25 mà Ngọc Quang đã giới thiệu và bán rất là nhiều thì hôm nay sẽ được thể hiện bằng một đoạn nhạc. Đấy, thì để các bác thưởng thức cái chất âm của loa turbo này. Một dòng loa bát 25 tép kèn, hàng công suất rất là khủng, đó là 300W một thùng. Đấy, tiếng bát nó rất là sâu, ấm và chắc lịch. Đấy, bát 25 mà dòng loa full nó tiếng bát nó mạnh mẽ như này rất là hiếm. Nó rất là hiếm, thường nó chỉ tầm 200-250 thôi. Nhưng cái loa turbo này nó lên đến 300W. Từ bát nó rất là khủng khiếp. Và cái tép của nó thì cực kỳ là sáng hay, thùng gỗ nha, cực chất. Sau đây em test thử cho một đôi cho rất nhiều bác khách thưởng thức và cũng thông các bác thông cảm. Không nên yêu cầu Ngọc Quang test nhiều vì một là cái thời gian này, hai là cái kênh YouTube này em hạn chế đăng video test nhạc. Và cái điều tiếp theo là cái sản phẩm turbo này, tất cả như mấy chục đôi bên Ngọc Quang thì nó như nhau hết. Chỉ cần test đại diện một cặp các bác đã đủ biết rồi nhá. Chiều nào anh chợt sáng sông về nơi phố đông, lòng em ngẩn ngơ ngàn nỗi nhớ. Nỗi nhớ mong cùng anh tay trong tay ghé bên sông xưa gọi chung. Chất âm nó rất là mạnh mẽ và hay. Đấy, loa full mà tiếng bát nó rất là hay và tép sáng. Trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại các bác. Các anh chị em có nhu cầu hãy điện cho Ngọc Quang theo những số máy quen thuộc. Trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại.